Kính thưa quý vị khán giả, nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào, ngày 22 tháng 8, đoàn công tác của Báo Lao động do Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Lao động Nguyễn Ngọc Hiển dẫn đầu đã có cuộc diện kiến và làm việc với lãnh đạo Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào, lãnh đạo Cục Thông tin Đại chúng Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào. Trong chuyến thăm và làm việc này, Ban biên tập Báo Lao động cũng đã trao tặng một số trang thiết bị máy móc phục vụ tác nghiệp cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Hành Ngàn, cơ quan ngôn luận của Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào. Tại buổi gặp mặt, thay mặt Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào, bà Aliza Vanh Ác Kha Vông, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào, gửi lời cảm ơn tới Báo Lao động trong việc hỗ trợ trang thiết bị cho cơ quan báo chí của Lào. Bà Ác Kha Vông hy vọng trong chuyến công tác lần này, hai cơ quan báo chí sẽ cùng trao đổi kinh nghiệm để cùng phát triển trong thời gian tới. Cũng trong ngày 22 tháng 8, ông Nguyễn Ngọc Hiển đã chia sẻ với Ban biên tập Báo Hành Ngàn nhiều kinh nghiệm về tác nghiệp báo chí, phát triển đa phương tiện trên báo Lao động điện tử, sự phát triển của báo chí Việt Nam và kinh nghiệm của Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Tôi thật sự rất vui mừng khi nhận được sự hỗ trợ trang thiết bị máy móc từ Báo Lao động, phục vụ quá trình tác nghiệp biên tập cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Hành Ngàn. Không chỉ lần này, mà còn từ trước đến nay. Mong rằng hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng bền chặt. Hiện Báo Hành Ngàn còn gặp nhiều khó khăn về cả nhân lực và vật lực, cũng như kỹ thuật nghiệp vụ. Chúng tôi sẽ tận dụng các trang thiết bị hiện đại mà Báo Lao động tặng sao cho hiệu quả, chất lượng nhất. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn. Kết thúc buổi gặp mặt, ông Nguyễn Ngọc Hiển, Tổng biên tập Báo Lao động đánh giá hai tờ báo là hai cơ quan ngôn luận của tổ chức công đoàn nên sẽ có nhiều điểm tương đồng. Đồng thời khẳng định, Báo Lao động sẽ tạo mọi điều kiện để giúp đỡ Báo Hành Ngang để tờ báo tiến tới trở thành báo đại chúng hơn nữa, phục vụ được đông đảo đối tượng và đọc.